Hello, xin chào các bạn đến với kênh channel của Bo Hancock Server Đồng Thúy Nguyệt. Và đối với clip này thì Bo Hancock sẽ Bo sẽ là tổng hợp với các bạn là cách kiếm su bạc thôi. Thì kiếm su bạc Nari, kiếm su bạc Nari mình giờ chả còn cái xu nào hết. Thì mình sẽ tổng hợp lại là tất cả các map mình có thể kiếm được ha. Thì thứ nhất đơn giản nhất là mấy bạn mua trên F5 là su bạc nguyên liệu, trang bị nguyên liệu chế tạo su bạc ở nằm đâu ta? Đây mình kiếm từ từ để mình kiếm nó nằm su bạc bỏ như này thì su đi mà su ai su nó nằm ở đâu vậy? Đây thì ở rư nè, su bạc Nari phong ấn thì nó có 14 gian sau chua chát thế. Đây, đó là cách thứ nhất rồi đó. Số bạn để làm gì thì một là mấy bạn để mua cái gì à? Mua cái chìa khóa này đây, đồng bằng Thủy Nguyệt, chìa khóa Hồng Môn Thủy Nguyệt thì 7 bạc 10 đồng, 10 xu, 7 bạc 10 xu đi để có mở được cái rương này ở cảng bóng mờ. Cái rương này ở cảng bóng mờ, rương ở cảng bóng mờ thì sau rồi su bạc nó thể mua đây là mình farm đá vũ khí, mình mua đá vũ khí đó là một su bạc thì một đá vũ khí, đó là công dụng của su bạc. Hoặc có thể mấy bạn ghép là 25 su bạc thì nó sẽ ra một cái su vàng. Nó thì mở cái túi này thì từ 20 cho tới 26 thì mình thấy nó cũng không lời gì lắm, thì tốt nhất là mấy bạn cứ dùng su bạc này đi, mua đá vũ khí này để nâng cấp vũ khí lên, nâng cấp cái cây vũ khí của mấy cái rương nè. Thì giờ hiện tại mình không có rồi. Cái thứ hai là mấy bạn có thể farm sẵn ở cái map ở cả 4M luôn, thì mấy bạn cứ đánh mini đây, 1 2 3, cứ đánh 3 con mini đây thì kết có tỷ lệ bạn quýnh một con mini sẽ ra một xu bạc đến 2 xu, có tỷ lệ ra xu bạc 1 đến 3 xu đó. Là ở cả 4M sẵn đây thì nếu mấy bạn không mà AFK đây thì mấy bạn có thể đi sang mini để kiếm xu bạc luôn, là để kiếm được chìa khóa mở. Rồi cái thứ hai đó là farm map, đó là farm cái map này, đó là mê cung đổ nát. Thì mê cung đổ nát này thì mấy bạn farm con bốc 1 bốc 2. Bởi vì farm con bốc 1 bốc 2 thì nó sẽ có tỷ lệ rớt ra có cái rương su bạc, đó là từ 5 cho tới 15, max là 15, mà nhưng mà thấy cái tỷ lệ rớt mở ra 15 su bạc là khó lắm, thường thường là 9 10 11 là nhiều, 9 11 12 là nhiều. Đó, thì để mình chỉ cho mấy bạn cái mẹo là nhanh của mê cung đổ nát luôn. Là khi mấy bạn qua trong núi Sơn Bạc phải không? Thì mấy bạn qua Gia Lợi thì ở đây. Khi bạn vào cái map mê cung đổ nát này xong thì mấy bạn có thể tới leo về đây nè. Đó, mấy bạn bấm M lên thì lúc đó nó sẽ mấy bạn thu phóng to, thu nhỏ là nó sẽ giống cái bản đồ mà bấm núi Sơn Bạc Gia Lợi. Thì các bạn bấm này. Tới đây ra đây, quýnh xong con boss 2 á thì các bạn tới đây là chạy cánh dạy xong các bạn chạy vào tới đây là rất là nhanh, là tiết kiệm được cái hồi trước. Thì nhiều bạn không biết cái mẹo này thì cứ thoát hiểm, đánh xong boss 2 thoát hiểm, hoặc là đánh boss 2 xong chạy lỡ mấy cái nấm á, xong rồi hoặc là mấy đống lửa tự tự sáng rồi chạy ra cửa tính ra lót mắt 2 lần. Vừa lót mắt chứ, vừa lót mắt đi ra cửa rồi trong chạy vô lại, thì thay vì bây giờ mấy bạn chỉ cần tới đây ra đây. Điểm đến ở đây chạy canh giải đây thì bạn chạy ra đây lại rút ngắn được cái thời gian bạn chết và bạn đi tìm. Đó là cái cách mà farm su bạc nhanh nhất, đó sau cái cách trên trường vàng trên mua trên F5. Và cái map thứ hai để mấy bạn kiếm đó là cái map này là ở bên Đồng Cốc. Tại sao mình phải nói ở bên Đồng Cốc? Thì ở bên Đồng Cốc này thì nó kiếm hơi lâu hơn, nhưng mà được cái tiện lợi đó là vừa có su Nari nữa, vừa có su thường Nari và số tỷ lệ ra rương vũ khí rất là cao thì cũng có thể kiếm bạc. Thì 10 phút nó sẽ ra một con boss 10 lần, một lần
Và khi bạn ra có con Bali thì nó sẽ vẫn là Sunary, nhưng mà tỷ lệ ra con Boss ẵn, đó là cái con mà bọ cánh cứng, thì nó sẽ cho bạn từ 15 cho tới 25 xu bạc đó. Thì khi bạn được con đó thì bạn sẽ được 15 xu bạc, nên chắc ăn có luôn. Tại vì mà nhưng mà có tỷ lệ ra con bọ cánh cứng thì mình cũng không biết bao nhiêu, thì vô tình mình farm ở đây hồi trước mình treo đây á, thì mình thấy 10 phút nữa bắt đầu mình quýnh ra con Bali, xong cái ra 10 phút nữa ra con bè con bọ cánh cứng, thì mờ bọ cánh cứng. Tóm lại là mấy bạn farm ở map này rất là nhanh, dành cho mấy bạn mà ra cả 4M này. Thấy như farm ở bãi chim ở đây, su ở đây á, su thường ở đây á, thì rất là khó, cũng hiếm nữa. Thì mấy bạn có thể farm su thường ở đây hoặc là ở đây vòng vòng đây nè đó. Nếu đã mình chim mình nhanh ở đây là farm su thường là nhanh nhất, nhưng mà giờ rất là cỡ rất là đông rồi. Cái map thứ hai mấy bạn có thể kiếm được su bạc nữa, đây là tàn tích gia lại. Mấy bạn thấy map này quen không? Thì tại sao mình nói là ở tàn tích gia lại sẽ có cái con boss này, sẽ có con su bạc? Thì mấy bạn nó sẽ thắc mắc là sao có su bạc, thì cái đó là muốn nói cũng giống như là cái map ở đồng cấp. Thì nó giống như đồng cấp ở chỗ nào, tại vì khi bạn quýnh xong con boss ở đây, cái con rồng ở đây, thì sẽ có tỷ lệ ngẫu nhiên nó sẽ ra một con boss ẵn ở đây. Ra một con boss ẵn ở đây nó sẽ cho bạn 15 đến 25 xu bạc đó, thì mấy bạn có thể farm đây. Thì map ở đây thì farm cũng hơi chua, thì một ít tiện lợi ở đây là bạn nào chưa có outfit á, ngựa quan á, hoặc là ở dưới tóc ngựa quan, thì mấy bạn có thể farm ở đây, hoặc là farm dễ hồn, hoặc là farm thành tựu thì cứ farm đây. Vậy thôi, thì 30 phút một lần, lâu lắm. 30 phút tôi vừa có xu bạc vừa có xu thường, mà tỷ lệ ra ẵn ở đây thì cũng hơi chua, giống như là nó tỷ lệ ngẫu nhiên nó cũng giống như là bên đồng cấp cái con bọ cánh cứng ra vậy đó. Mà con bọ cánh cứng ở đồng cấp thì nó dễ ra hơn nhiều so với ở đây. Đó là cách thứ ba, là cái map thứ ba của mình đó đó, nó là có cái su bạc. Và còn cái cách thứ tư đó, mình nói là cái mấy nhiệm vụ bình thường à, thì nó sẽ ra nè đó. Thì mấy bạn nhiệm vụ bình thường nó mở có tỷ lệ ra mấy cái gương nè, gương thường thưởng hay leo tháp, mà nhiệm vụ có tháp hàng ngày thì sẽ có một cái rương su bạc à, đồng minh chứng nhật nha đó. Leo tháp ba trận thắng là tháp vô lăng, thì mấy bạn leo tháp có thể ra su bạc nari, nó có ra su bạc nari nè, các bạn thấy không, nó ra một cái su bạc đó, đó là tỷ lệ chắc chắn rồi đó, nó không còn là tỷ lệ ấy nữa. Nó giống còn cái này là cái gương ở tháp vô thành này là tỷ lệ hên xui nè, nó có dấu chấm màu cam nè. Nhiệm vụ bình thường ở đây nó thì mấy bạn cái nhiệm vụ ở đây thì sẽ có nhiệm vụ hàng ngày thì đều có số bạc hết. Và một cái map nữa là để mình coi, thì mấy bạn xem còn cái map nào mà có thể farm ra được số bạc hay không. Có thể mình nghĩ là mình chỉ biết được có bao nhiêu thôi. Thì bạn nào mà có cái map nào mà kiếm được cái xu bạc nữa thì hãy comment ở dưới cái video của mình. Mình sẽ làm mình test thử và mình cho các bạn xem tổng hợp lại việc các bạn kiếm xu bạc mà để kiếm nhiều trái đá xu bạc. Thì bây giờ thì trái đá xu bạc là để kiếm một vũ khí, còn Sunari thì mấy bạn cứ farm bình thường thôi. Sunari thì mấy bạn farm ở map đồng bằng phong chi đó, đồng bằng phong chi thì quýnh thế này, đồng bằng phong chi thì quýnh ở là farm đây hoặc là ở đây, hoặc là mấy bạn farm ở đồng cốc cũng được, hoặc là mấy bạn farm ở làng phong niên theo giờ cố định. À còn cái làng phong niên nữa thì mình cũng chưa test, nó là cái làng phong niên theo giờ đó là quýnh con bọ cánh cứng, để một lát 12 giờ mình sẽ test thử coi là cái làng phong niên này nó sẽ có ra tỷ lệ su bạc hay không, rồi mình sau đó mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn.
Đó, sau đây là công ni thành tích gia lợi, thành tích gia lợi cũng ra sunari rồi. Hết rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo xem video của mình, và nếu mà video vừa bổ ích đó, thì mấy bạn hãy like và subscribe kênh của mình nhé, dưới kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.